Chỗ này có một đám cây húng chanh các bác nhá. Nhiều bác là không biết cây húng chanh đâu ạ. Đây, cây lá dày như này. Ở trên bề mặt lá và những cái cành này, nó có lông nhá các bác nhá. Nó có lông. Cái lá nó dày các bác này. Nó dày bạn. Mép lá có răng cưa này. Thưa bác, trong Đông y đánh giá húng chanh có vị cay, tính ngấm, có tinh dầu thơm và không có độc, tác dụng tiêu đờm, phát tán phong hàn, sát khuẩn, dùng để chữa viêm họng, giải cảm, chữa ho, cảm cúm. Rồi tinh dầu húng chanh được chưng cất và kết hợp với các tinh dầu khác để làm thuốc chữa ho và trị cảm. Thì trong dân gian thì kinh nghiệm sử dụng cây này thì ngoài cái việc dùng để làm gia vị ăn hàng ngày thì đây cũng là một cái vị thuốc cũng khá nhiều công dụng. Sau đây con sẽ chia sẻ cho bác 8 cái kinh nghiệm sử dụng cái cây húng chanh này. Cái kinh nghiệm đầu tiên đó là khi các bác bị ho do viêm họng và khản tiếng thì các bác có thể sử dụng cái lá này. Các bác nhá. Các bác hái từ 5 đến 7 lá. Đây các bác. Các bác hái 5 đến 7 lá. Đấy. Đem đi rửa sạch, sau đó là cho thêm ít muối vào, nhá nát và ngậm, sau đó nuốt dần. Đấy là kinh nghiệm đầu tiên khi mà bị ho do viêm họng và khản tiếng. Cái kinh nghiệm thứ hai nữa đó là khi chúng ta bị cảm cúm thì đây là một cái vị thuốc trong bài thuốc sông chữa cảm cúm. Các bác có thể kết hợp với lá xả này, lá bưởi này, lá tre này, tía tô. Đấy. Hoặc là lá bưởi bung. Trong bài thuốc sông thì các bác kết hợp thêm với lá của cây húng chanh này. Kết hợp là chúng ta làm một cái nồi nước sông. Còn đối với cái lá của cây này thì các bác hái về khoảng 10g lá tươi, sau đó là vắt lấy cái nước cốt, uống ngày một lần. Đấy. Khi mà bị cảm cúm là các bác kết hợp cái lá này, lá tươi này, vắt nước uống. Và cái lá này kết hợp với các vị thuốc khác như quân vừa kể trên ấy, các bác làm một cái nồi nước sông. Đấy là kinh nghiệm thứ hai chữa trong hợp bị cảm cúm. Và kinh nghiệm thứ ba nữa đó là trong trường hợp bị sốt cao và không ra mồ hôi, chúng ta sử dụng cái bài thuốc sử dụng cái húng chanh này 20g này, cam thảo đất 15g, tía tô 15g và gừng tươi là 5g. Tất cả đem rửa sạch, thái ngắn, sau đó là sắc với 5 bát nước, sắc nhỏ lửa còn 2 bát. Ở cái bài thuốc này thì giúp nhanh ra mồ hôi và giúp hạ sốt khá là hay. Đấy là kinh nghiệm thứ ba. Kinh nghiệm tiếp theo thứ tư đó là khi bị viêm họng và viêm thanh quản thì các bác cũng có thể sử dụng cái lá của cái húng chanh này khoảng 20g kết hợp với kim ngân hoa 15g, xài đất 15g, rồi củ của cây rẻ quạt 12g, cam thảo đất 12g. Tất cả cũng giống như kinh nghiệm thứ ba là chúng ta đem sắc nước uống ngày một thang. Đó là trong hợp bị viêm họng các nhá. Đấy. Và một kinh nghiệm nữa mà cũng rất là hiệu quả là khi chúng ta bị ong đốt thì các bác cũng lấy cái lá tươi của húng chanh này, rửa sạch và cho thêm ít muối. Đấy, vắt lấy nước cốt. Cái nước thì uống, còn cái bã là đắp trực tiếp lên cái vết ong đốt. Kinh nghiệm thứ 6 là chúng ta sử dụng trong trường hợp bị chảy máu cam. Chúng ta kết hợp cái lá cây húng chanh này với trắc bá diệp, hoa hòe và cam thảo đất. Cái liều lượng đó là lá húng chanh này ở dạng tươi là 20g, trắc bá diệp sao đen 5g, hoa hòe 10g và cam thảo đất là 15g. Đó. Và cũng uống ngày một thang. Đó là kinh nghiệm thứ 6. Tiếp theo kinh nghiệm thứ 7 là trong trường hợp các bác bị nhiệt miệng, nhiệt lưỡi nhiệt miệng ấy, thì các bác sử dụng cái lá tươi này buổi trưa và buổi tối đấy, sau khi ăn cơm xong và chúng ta vệ sinh răng miệng, đánh răng xong ấy, thì các bác lấy cái lá này, lá tươi này, cũng cho thêm ít muối, nhá nát và ngậm. Đấy, cũng rất là công hiệu trong hợp bị nhiệt miệng. Ngày chúng ta làm 2 lần, sau khi ăn cơm trưa xong và sau khi ăn cơm tối xong là các bác sử dụng cái cách này giúp giảm đau và liền vết nhiệt miệng rất là nhanh.
cái kinh nghiệm này cũng chia sẻ cho nhiều người và sử dụng cũng rất là hiệu quả. Một kinh nghiệm nữa nó cũng liên quan đến bệnh răng miệng, đó là khi mà bị hôi miệng ấy. Khi bị hôi miệng thì các bác cũng có thể lấy cái lá này, dạng tươi được hoặc là dạng khô cũng được. Đấy, sắc nước đặc, sau đó là các bác cũng ngậm, súc miệng ngậm bằng cái nước này. Đấy, tác dụng là trong trường hợp bị nhiệt miệng và hôi miệng cũng rất là hiệu quả. Trên đây là 8 cái kinh nghiệm sử dụng cái cây húng chanh cho hiệu quả cao trong thực tế. Bác nào biết thêm những kinh nghiệm sử dụng cây này thì các bác hãy để lại bình luận xuống phía dưới giúp Quân nhé. Cách trồng và nhân sống cái này cũng rất đơn giản đây. Các bác nhìn thấy cái vết người ta cắt thân này, chỉ cần cắm xuống đây này. Đây các bác này, cắm cành xuống là có thể lên những cây mới. Đây này. Đấy, rất là dễ sống. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh thuốc của Quân để tiếp tục theo dõi những cây thuốc, vị thuốc, những bài thuốc hay, những kinh nghiệm sử dụng trong dân gian cho hiệu quả. Quân sẽ cập nhật thường xuyên. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.